Một phần trình diễn đầy cảm xúc của hai bé Mai Thư và Minh Thư. Ai là người dàn dựng và giúp đỡ cho tụi con trong tiết mục này? Dạ, cái gì tôi sẽ biết. Cô Ly là ai nào? Cô giáo. À, cô giáo của con. Ôi, rồi lúc tụi con cô dạy tụi con nhảy như vậy, rồi tụi con có gặp khó khăn gì không? Dạ không. Trời đứa cô giỏi, những động tác khó như vậy mà tụi con không cảm thấy khó khăn gì hết hả? Cảm nhạc được qua động tác mà. Hồi nãy là chú thấy cái động tác gì uốn dẻo rất là khó, rất là đẹp luôn đó. Chú không ngờ là tụi con lại tài giỏi như vậy. Con có nghe bài hát đó không? Dạ có. Bài hát có cảm động không? Dạ có. Con có biết ai hát bài đó không? Dạ biết. Ai dạ? Dạ ca sĩ Thùy Chi. Có bao giờ tụi con thu âm và hát ca khúc này không? Dạ có. Có luôn hả? Còn hay vậy? Cái bài hồi nãy là con thu âm á. Tại sao hồi nãy tôi hỏi ai hát, tại sao không nói con hát đó? Tại sao? Tại sao vậy hả? Không phải, chú hỏi ai hát. Ai vậy? Dạ? Con. Chụp. Ghê chưa? Trời đứa ơi, không những múa đẹp mà còn hát hay nữa, là giọng tụi con thiệt đó hả? Hai chị em á hả? Dạ. Trời ơi, hay vậy ta? Thu âm mất mấy tiếng đồng hồ mới được bản vậy? Hình như 2 tiếng. 2 tiếng thôi, trời ơi. Nhón dạng 2 tiếng thôi. Bạn rapper hát 2 tiếng được một câu. Em thu 2 ngày là chưa được một chữ nữa anh. Trời ơi, mà trong vòng 2 tiếng mà được một bài hay như vậy. Lúc mà thu âm nó có khó so với là đứng hát trực tiếp trên sân khấu không? Dạ nó dễ hơn. Mình đeo tai nghe vô, mình nghe được cái giọng của mình hát đúng không? Mình đeo tai nghe vô, nó có cái nhạc mình hát, sau đó lát nữa nghe lại. À, có thể nghe lại được, biết sai hay đúng chỗ nào. Còn Mai Thư, con thấy đứng hát sân khấu, đứng múa sân khấu với lại thu âm phòng thu á, cái nào khó hơn? Con giống chị. Sau này ai biết lớn lên thành một hiện tượng thì sao? Wow, lúc đó sẽ trở thành ca sĩ như chú Hoàng rapper nè. Thôi chú già rồi, đừng con. Soi đẹp đẹp hay hát hay như Thùy Chi vậy đó ha. Qua tiết mục vừa rồi, tụi con có muốn gửi lời cảm ơn nào đến mẹ của con không? Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn các con rất nhiều.